Đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào vụ đông xuân 2022-2023. Những yếu tố nào thường gây bất lợi cho mùa vụ này? Bà con cần chuẩn bị những gì để mùa vụ đông xuân thuận lợi ngay từ đầu vụ? Những nội dung này sẽ được giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ tư vấn cụ thể trong chương trình Canh tác thông minh ngày 13 tháng 11 năm 2022. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.